Ngay sau khi kết thúc hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại APEC lần thứ 23, MRT23, Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương APEC, Chủ tịch hội nghị MRT23, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì họp báo, thông qua kết quả và giải đáp các vấn đề liên quan đến hội nghị MRT23. Bộ trưởng phụ trách thương mại, đại diện thương mại các nền kinh tế thành viên APEC đã tham dự và trả lời báo chí những nội dung liên quan đến triển vọng hợp tác thương mại trong khu vực. Thông báo kết quả hội nghị MRT23, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại APEC lần 23, MRT23, đã kết thúc tốt đẹp với những kết quả thiết thực cho cộng đồng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, triển khai hiệu quả chủ đề và 4 ưu tiên của năm APEC 2017 về tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung. Các nền kinh tế thành viên đều ủng hộ mạnh mẽ sự cần thiết duy trì vai trò của APEC là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực, là cái nôi của các ý tưởng hợp tác liên kết khu vực và thịnh vượng chung của châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị nhất trí tiếp tục thúc đẩy việc hoàn tất các mục tiêu BOGO về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020. Hội nghị cũng thể hiện quyết tâm của APEC trong việc tiếp tục xây dựng một hệ thống thương mại đa phương bền vững, minh bạch, lấy luật lệ làm cơ sở và là nền tảng quan trọng cho thương mại quốc tế. Hội nghị MRT23 và các cuộc họp liên quan đã đánh dấu nửa chặng đường của năm APEC Việt Nam 2017. Và tôi tin tưởng rằng những kết quả đã đạt được tại hội nghị MRT23 lần này sẽ là những cơ sở quan trọng để các thành viên của APEC sẽ tiếp tục thảo luận ở các cấp cũng như các hội nghị bộ trưởng sẽ diễn ra trong những tháng tới, đóng góp vào tiến trình hợp tác APEC trong năm 2017. Ngoài ra, hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại APEC lần thứ 23 đã rà soát việc xây dựng một số sáng kiến và ưu tiên của năm APEC 2017, như là tiếp tục triển khai tuyên bố Lima về khu vực mậu dịch tự do châu Á-Thái Bình Dương, FTAAP, xây dựng khuôn khổ tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới, triển khai sáng kiến về nông nghiệp hỗ trợ, xây dựng kế hoạch hành động về thúc đẩy kinh tế, tài chính và xã hội trong khu vực APEC, xác định tầm nhìn cho APEC giai đoạn hậu 2020. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của APEC, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, APEC cùng với 21 nền kinh tế thành viên với dân số khoảng 2,8 tỷ người như hiện nay đã đóng góp tới 59% tổng GDP của toàn thế giới, 49% giao dịch quốc tế. Điều này đã tạo ra những đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế xã hội của người dân các nền kinh tế thành viên của APEC, giúp người dân thoát khỏi đói nghèo, đồng thời nâng cao mức thu nhập của người dân lên đến 74%. Thì chúng ta hoàn toàn có thể nhìn nhận một cách lạc quan về vai trò, vị thế của APEC đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như đối với của toàn thế giới cả khía cạnh về kinh tế và thương mại. Hàng loạt những nội dung lớn và những rất cụ thể của các thành viên của APEC nêu lên trong khuôn khổ hội nghị MRT23 cũng như là trong các cái diễn đàn vấn đề thì có thể nói đều tập trung vào những cái giải pháp, biện pháp và những cái định hướng rất cụ thể để làm sâu sắc hơn, tiếp tục tăng cường mở rộng hơn những cái khuôn khổ liên kết và hợp tác của các nền kinh tế thành viên cũng như với trong khu vực và liên kết khu vực. Với những sáng kiến của các nước trong APEC và các nền kinh tế trong APEC, mức thuế quan trung bình 11% năm 1996 đã cắt giảm xuống 5,5% năm 2016. Đồng thời, các nước thành viên APEC đã nỗ lực trong việc tiếp tục dỡ bỏ các rào cản thuế quan và các rào cản phi thuế quan để mang lại những kết quả tốt hơn trong luân chuyển thương mại hàng hóa, cũng như cải cách sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực thể chế và các lĩnh vực hợp tác khác.